việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. À, việc giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái đầu cối test à, giá rất là hợp lý để giờ à, quý vị và các bạn về trưng bài. À, thì đây là cái đầu cối test à, model là A4010S nè quý vị. Và cái đầu cối này mấy ngày trước á, thì việc cũng đã có một cái video clip à, quay thật là rõ rồi thì hiện giờ vị chỉ giới thiệu lại thôi chia sẻ lại cho quý vị và các bạn cùng xem cái đầu này thì chạy băng 7 chạy hai chiều tình trạng đẹp zin hát tốt tiếng rất là hay à, giá là 7 triệu năm trăm nghìn đồng bao ship tận nhà cho quý vị và các bạn à, những cái này để cho những anh em mà có thu nhập thấp á, mê băng cối thì mình cũng có thể trưng bày trong nhà trong phòng khách của mình được đó à, thấy vậy chứ rất là nặng nha, bự lắm nha quý vị chứ không phải uh, nhỏ đâu thì uh, đối với hàng bãi á, nó cũng tùy theo món quý vị chứ không phải là hàng mình mua hàng bãi là phải nói là đắt tiền là hay đó. thì đồng ý đương nhiên đắt tiền thì nó sẽ đi cùng với cái chất lượng thì cái chuyện đó là không thể bàn cãi rồi và cái ý việc muốn nói ở đây á, là có nhiều cái mặt hàng ở quý vị và các bạn được đồn thổi và được đầu giá lên rất là cao, cho nên quý vị và các bạn khi mà mình mua hàng bãi mà chúng ngay những cái món hàng mà thị trường đang săn lùng thì giá nó rất là cao. Ví dụ như một thời quý vị và các bạn săn AMG tám hai là mã, đó. cho đến bây giờ thì đậu giá lên 12, 13 triệu đồng và tuy nhiên thì lúc trước việc có bán và sau này việc không bán cái dòng đó nữa với lý do là việc thấy nó đội giá lên quá cao và cái um, giá trị thật của nó đó là không đến cái giá trị đó con ông đi đó chừng 7 8 triệu là vừa rồi quý vị và các bạn đó cho nên đôi khi đó, mình chơi hàng bãi nè không phải là uh, cái giá tiền cao là nó hay đâu mình phải xem cái món hàng đó nó có vượt xa cái giá trị thật của nó chưa và một số dòng lo nó cũng đội giá lên rất là cao do nhiều quý vị và các bạn săn lùng Ví dụ như Bill CS77, CS88A, CS99A, CS99A Bây giờ là giá tầm 40, 4 mấy triệu Và cái uh, như là 9090DB giờ cũng 40 mấy triệu Tùy theo hàng đẹp xấu ở chỗ bán trên 50 nữa quý vị và các bạn Và tuy nhiên thì đương nhiên Việc không phủ nhận là những cái mặt hàng đó là nó không hay Rất hay đó, Nếu mà mình biết phối ghép mình xài hợp lý thì nó rất hay Và cái giá trị của nó thì theo việc đánh giá thì nó hơi vượt xa cái giá hơi hơi vượt xa cái giá trị thật của nó quý vị và các bạn à, tầm tiền đó thì mình còn nhiều cái phương án để mình lựa chọn những cái món hàng khác việc cũng chỉ chia sẻ ý kiến à, cá nhân thôi nha quý vị và các bạn à, chứ không có mục đích à, khuyên hay là nói quý vị và các bạn đừng mua những cái dòng à, như là loa Pioneer CX99 hay là 88 hay là những cái dòng âm ly nha quý vị và các bạn thì chơi đồ bãi hay là chơi đồ mới nói chung là về cái lĩnh vực âm thanh thì mỗi người mỗi ý quý vị và các bạn mỗi người một cách nghe khác nhau và mỗi người một cái sở thích khác nhau đôi khi một cái món hàng như thế này đó, thì đối với một vài bạn không thích cái thể loại đĩa thang này thì mấy bạn cho rằng cái giá nó rất là đắt nhưng đối với uh, những bạn thích thì cảm thấy cái giá nó rất là rẻ thì uh, nói chung là quan điểm cá nhân của mỗi người mỗi khác ý của mỗi người mỗi khác tai nghe của mỗi người mỗi khác thì uh, việc cũng chỉ chia sẻ theo cái ý kiến uh, cá nhân của mình vậy thôi rồi uh, việc xin uh, kết thúc video tại đây nhé xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau xin chào quý vị